quên Midjourney đi, đây mới là đồ chơi cực hot chị em. Đây là con AI giúp anh chị em chuyển từ câu lệnh sang ảnh 360 độ, 3D 360 độ luôn anh chị em nha. Đấy, anh chị em nhìn này. Đấy, kinh chưa? Đấy. Yeah. Đấy, quá là mỹ mãn luôn. Rồi, chúng ta sẽ test một câu lệnh nha. Một trang trại xinh đẹp, yên bình, bằng tiếng Việt luôn anh chị em nha. Nhưng mà tiếng Anh thì nó sẽ nhận tốt hơn. Nhấn là gì ạ? Generate. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Fantasy chưa? Một trang trại xinh đẹp, yên bình, lơ lửng ở trên không. Đỉnh chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Quá là đỉnh. Ở đây nó là gọi là fantasy, tức là nó gọi là siêu thực rồi. Đúng không ạ? Fantasy. Đấy, anh chị em thấy đỉnh không? Quá là đỉnh luôn, đúng không ạ? Quá là xịn luôn. Ừ. Rồi, bây giờ mình thử một câu lệnh về Tháp Eiffel nha. Eiffel Tower. Đấy, mình để chế độ là realistic, là tả thực. Generate. Uầy, anh chị em thấy không ạ? Tháp Eiffel nhá, ngon chưa? Ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa? Đấy, tháp Eiffel ở gì ạ? Ở cạnh biển luôn này. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy, 3D luôn, thiết kế luôn. Ngon chưa, ngon chưa? Đấy, đỉnh chưa? Đấy, quá là đỉnh luôn. Bây giờ mình lại thử là gì ạ? Inside of a modern villa. Đấy, được chưa? Rồi, nhấn generate. Đây. Ôi, anh chị em thấy không? Một modern villa, một cái gì ạ? Một căn villa rất là sang trọng và gì ạ? Hiện đại, có hồ bơi bên ngoài. Anh chị em thấy không? Có tranh treo tường, có bàn ăn, đấy, đàng hoàng, đấy. Đấy, bàn ăn, đấy. Úi dồi ôi, anh chị em thấy không? Bếp này, bàn ăn này, rất nhiều cửa kính. Đấy, có hồ bơi, có các, đấy, sofa, rất đẹp, thảm trải. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Là một cái biển mây, sky, ocean, đại dương mây, anh chị em nha. Ocean, đại dương mây, đấy, in night. Vào buổi đêm. Đấy. Bây giờ mình chọn cái gì ạ? Sky. Đó, nhấn generate. Biển mây chưa? Đại dương mây chưa anh chị em? Uầy, thế chưa? Mình ở trên cao nhá, mình ở trên trời nhá. Mình muốn ở trong nhà cũng được, mình ở trên trời cũng được, anh chị em thấy không ạ? Quá là mỹ mãn tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như mà mình không để trời đêm ấy thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ ra một cái loại khác, nó sẽ ra ban ngày. Đấy, nó sẽ ra một cái biển mây kiểu khác anh chị em nhé. Sắp xong rồi. Uầy, anh chị em thấy chưa? Đẹp lung linh chưa? Lung linh chưa? Đấy, trời, bầu trời trong xanh này, thấy chưa? Lúc nãy là bầu trời buổi tối nhá. Đây là bầu trời trong xanh này, anh chị em thấy không? Toàn mây thôi, biển mây đẹp chưa? Đấy. Bây giờ mình thử một cái gì ạ? Tàu vũ trụ spaceship nha. Đấy, spaceship in galaxy nha. Đấy, modern hay là một cái modern. À, không phải modern, nó là cái future. Đấy, futuristic. À, futuristic. Đấy, tức là một cái tàu, một cái phi thuyền thì tương lai đang bay ở trong vũ trụ. Đấy, được chưa? Và cái này thì mình lại chọn cái thằng vũ trụ đi, Nebula đi. Đấy. Phê chưa, phê chưa? Tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ không phải một cái, một hạm đội luôn anh chị em ạ. Một hạm đội luôn. Anh chị em thấy sao?
Mình thích thì là gì ạ? Là ra vũ trụ luôn. Đấy, ra hẳn ngoài vũ trụ luôn. Anh chị em nghĩ sao? Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ? Ui, vãi cả trưởng luôn đúng không ạ? Ra tận ngoài vũ trụ luôn, 360 độ. 360 độ luôn. Đấy, anh chị em nghĩ sao về cái con AI vô cùng đặc biệt, vô cùng tuyệt vời này? Đấy, bây giờ mình lại xuống đáy biển đi, được chưa? Đấy, realistic đi. Anh chị em thấy sao ạ? Lên vũ trụ xong chúng ta lại xuống đáy biển. Úi, mặt trời chiếu sáng này, cá này, anh chị em thấy không ạ? Dạng san hô này. Wow, quá là mỹ mãn, quá là tuyệt vời, đẹp long lanh lung linh luôn, anh chị em thấy không ạ? Cực kỳ là lung linh long lanh luôn, 360 độ. Chúng ta có thể đến bất kỳ đâu chúng ta mong muốn. Wow. Đẹp không anh chị em? Quá là đẹp luôn, quá là long lanh lung linh luôn. Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời, rất tuyệt vời. À, ok nha, thử đi.